Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo đến chiều ngày 1 tháng 8, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30 tháng 7 đến 15 giờ ngày 31 tháng 7 có nơi trên 90mm, như Hồ Trai, Sơn La 93,4mm, Thường Tiến, Hòa Bình 112,4mm, Liễu Đô, Yên Bái 160,0mm, Linh Hồ, Hà Giang 90,6mm, Móng Cái, Quảng Ninh 99,4mm, Nga Sơn, Thanh Hóa 105,2mm, Đạ Mờ Ri, Lâm Đồng 91,0mm. Dự báo từ chiều tối ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Tại Hà Nội, trong những ngày tới, ban ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường, nên từ chiều tối ngày 31 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Dự báo từ chiều tối ngày 1 tháng 8 đến ngày 2 tháng 8, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 120mm. Ngoài ra, trong đêm ngày 31 tháng 7 và ngày 1 tháng 8, những nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm ngày 2 tháng 8 đến ngày 3 tháng 8, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Tối ngày 31 tháng 7, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết, có hai nhà máy thủy điện tại địa bàn thành phố Gia Nghĩa bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài. Theo đó, rạng sáng ngày 31 tháng 7, lưu lượng nước chảy về khoảng 190 m3 trên giây, đã gây sạt lở gốc sân trước nhà máy thủy điện Đắk Rơ Ti bậc trên với diện tích khoảng 300 m2, sâu khoảng 10 m, phạm vi sạt lở đến vách nền đá gốc của sân và chưa ảnh hưởng vào đến kết cấu nhà máy. Theo đánh giá của cơ quan chức năng địa phương, hiện nhà máy thủy điện này đang vận hành bình thường theo quy trình vận hành hồ chứa. Còn lãnh đạo Sở Công Thương Đắk Nông xác nhận, tại khu vực nhà máy thủy điện Đắk Rơ Ti bậc trên đã bị sói lở mạnh. Công ty cổ phần thủy điện Đắk Rơ Ti đang tiếp tục theo dõi và sẽ mời đơn vị tư vấn giúp đỡ cho giải pháp khắc phục. Ở diễn biến tương tự, lưu lượng nước chảy lớn làm sói lở chân trạm 110 kV, làm gây hư hỏng một số thiết bị điện của nhà máy thủy điện Đắk Nông. Chủ sở hữu nhà máy thủy điện này là công ty cổ phần thủy điện Á Đông đã cử lực lượng khắc phục thiệt hại và đảm bảo an toàn cho công trình. Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tục xuất hiện hình thế thời tiết mưa vừa, mưa to và mưa rất to. Lượng mưa đo được trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7 từ 176,6 mm đến 215,8 mm. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông, trong thời gian tới tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn đồi tại các huyện và thành phố Gia Nghĩa. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa, có khoảng 64 nhà dân bị ngập từ 50 đến 150cm. Diện tích bị ngập nhiều nhất tại các phường Nghĩa Tân, Quảng Thành và Nghĩa Trung. Hiện các phường, xã đã hỗ trợ di dời toàn bộ các hộ dân bị ngập đến nơi an toàn. Cơ quan Thời tiết Đài Loan Trung Quốc cho biết, tính đến 21 giờ ngày 31 tháng 7, bão Khanun cách Đài Bắc 1.170 km
về phía đông đông nam và đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc về phía quần đảo Ryukyu, Nhật Bản. Bão Khanun có bán kính 250 km với sức gió duy trì tối đa 144 km/h, gió giật lên tới 180 km/h, báo Lao động thông tin. Dự báo bão cho thấy bão Khanun sẽ đi qua gần quần đảo Ryukyu trong ngày 1 tháng 8, chuyển hướng Tây Tây Bắc rồi tiến về biển Hoa Đông. Vào cuối tuần, bão bắt đầu chậm lại và chuyển hướng về phía Đông Bắc. Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản cảnh báo bão Khanun có khả năng áp sát tỉnh Okinawa vào ngày 2 tháng 8, mang theo gió mạnh và chiều cường ở phía Tây Nam Nhật Bản. Bão Khanun đã dẫn đến việc hủy bỏ các chuyến bay đi và đến Okinawa. Theo hai công ty hàng không lớn của nước này, tất cả chuyến bay nối thủ phủ Naha của tỉnh có khả năng bị hủy vào ngày 1 tháng 8, ảnh hưởng đến hơn 30.000 khách hàng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hôm 31 tháng 7, cơn bão cũng đã tiếp cận đảo Amami Oshima ở phía tây nam tỉnh Kagoshima. Trong khi đó, quân đội Mỹ tại Okinawa đang chuẩn bị sẵn sàng cho cơn bão Khanun dự kiến đổ bộ vào khoảng 5 giờ sáng ngày 2 tháng 8. Theo tin bão mới nhất, Khanun dự kiến là cơn bão tồi tệ nhất mà chúng tôi trải qua trong 5 năm. Tờ Strippers dẫn lời đại úy không quân William Thompson cho hay, dự báo sẽ có lượng mưa từ 150 đến 220 mm, có thể xảy ra mất điện và lũ lụt ở các vùng trũng thấp. Theo Hanson, cường độ của bão Khanun có thể vượt qua bão Hinamner. Cơn bão đã tấn công đảo Okinawa với sức gió 120 km/h với lượng mưa từ 170 đến 200 mm vào tháng 9 năm ngoái. Cơn bão đó đã gây ra sự cố mất điện trên khắp trại thủy quân lục chiến Kauai gần bờ biển phía đông của hòn đảo. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo đỏ về lũ lụt vào trưa ngày 31 tháng 7. Dự báo lũ lụt ở sông Dashihe, quận Phòng Sơn và nhắc nhở người dân tránh xa các con sông sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão Dosuri. Lở đất và lũ quét nhỏ đã xảy ra ở các quận Ngoại ô, Môn Đầu Câu và Phòng Sơn ở Bắc Kinh vào trưa ngày 31 tháng 7 với nhiều con đường trên toàn thành phố bị ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão Dosuri. Sáng cùng ngày, khoảng 80 nhân viên của một công ty hậu cần ở trấn Chu Khẩu Điếm, quận Phòng Sơn bị mắc kẹt do lũ lụt. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào về xe cộ được báo cáo vào sáng ngày 31 tháng 7 ở Bắc Kinh. Theo trụ sở kiểm soát lũ lụt của thành phố, tổng cộng 28 trường hợp khẩn cấp về lũ lụt đã được công bố kể từ tối ngày 29 tháng 7, bao gồm 23 trường hợp ngập úng, 4 thảm họa địa chất và 1 trận lũ quét. Đã có tổng cộng 30.652 cư dân có nguy cơ đã được di rời, 4.069 dự án xây dựng bị đình chỉ, 243 danh lam thắng cảnh và 6.280 nhà nghỉ đã bị đóng cửa. Trong khi đó, 4.350 đội kiểm soát lũ, bao gồm 150.000 nhân viên vẫn ở chế độ thường trực. Theo cơ quan khí tượng Bắc Kinh, lượng mưa trung bình trên toàn thành phố ở Bắc Kinh từ 20 giờ ngày 29 tháng 7 đến 9 giờ ngày 31 tháng 7 lên tới 149,6 mm. Các khu vực đô thị ở Bắc Kinh có lượng mưa trung bình là 159,2 mm, trong khi quận Phòng Sơn ở ngoại ô là 326 mm, tiếp theo là 287,3 mm ở quận Môn Đầu Câu. Kể từ đầu mùa lũ, vào ngày 1 tháng 6, lượng mưa tích lũy của thành phố đã đạt 306,8 mm, cao hơn 21% so với mức trung bình hàng năm, vào tháng 7 là 253,5 mm. Trong khi đó, các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc đã cảnh báo về bão Khanun dự kiến sẽ nhanh chóng tăng cấp độ và tấn công bờ biển đông dân cư của Trung Quốc trong tuần này. Theo tin bão mới nhất, bão Khanun có thể đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, trung tâm kinh tế quan trọng của Trung Quốc, vào cuối ngày 2 tháng 8. Sau khi đổ bộ, Khanun được dự báo sẽ suy yếu khi di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó theo hướng Bắc Tây Bắc qua Chiết Giang đến tỉnh An Huy vào đầu ngày 4 tháng 8. Theo tin bão mới nhất từ Trung Quốc, bão Khanun hiện cách quần đảo Philippines ở Thái Bình Dương hơn 1.200 km về phía đông, có thể đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, trung tâm kinh tế quan trọng của Trung Quốc, sớm nhất là vào ngày 1 tháng 8. Bão Khanun, Philippines gọi là bão Falcon, đang mạnh lên khi di chuyển về phía Bắc Tây Bắc trên biển Philippines ngày 30 tháng 7, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Với sức gió tối đa 85 km/h và giật lên tới 105 km/h.
Ở Trung Quốc, các thành phố lớn thường hứng chịu bão. Theo Reuters, có tới 150 thành phố của Trung Quốc bị ngập lụt mỗi năm do hệ thống thoát nước không đầy đủ, làm gián đoạn nền kinh tế địa phương và thậm chí cướp đi sinh mạng. Khi Tây Thái Bình Dương bước vào mùa mưa bão cao điểm vào tháng 8 và tháng 9, các nhà khoa học cảnh báo các cơn bão có thể phát triển thường xuyên hơn và dữ dội hơn do sự nóng lên toàn cầu. Nhiệt độ mặt nước biển trung bình toàn cầu đạt 21 độ C vào cuối tháng 3 và duy trì ở mức kỷ lục trong năm trong suốt tháng 4 và tháng 5. Ở quần đảo Florida Keys ở Mỹ, nhiệt độ bề mặt đại dương tăng vọt lên ở mức cao bất thường trong tuần trước. Nhiệt độ trên đất liền cũng đã phá kỷ lục vào năm 2023 khi các đợt nắng nóng tàn phá phần lớn Bắc Bán Cầu từ Canada và Mỹ đến Địa Trung Hải, Ấn Độ và Trung Quốc. Một thị trấn xa xôi ở phía Tây Bắc Trung Quốc đã phải chịu đựng nhiệt độ 52,5 độ C vào đầu tháng 7, lập kỷ lục mới của nước này. Kanun dự kiến là cơn bão thứ 3 tấn công Trung Quốc sau cơn bão mạnh Dorsuri đổ bộ ngày 28 tháng 7 và bão Talim chỉ một tuần trước đó. Mỗi cơn bão đi qua sẽ gây ra những thiệt hại về tài sản, con người. Nhưng điều cần lưu ý nữa chính là việc cần hiểu về hoàn lưu bão. Trong cơn bão số 1 vào Việt Nam, hoàn lưu của bão nó cũng gây ra những bất ổn cho một vài địa phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.